Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người đã đến với kênh Hòa AV Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình cùng vô bếp làm bánh chưng nha các bạn. Bánh chưng tự tay mình làm cho gia đình anh thì rất là thích luôn. Mình bánh chưng thì cần có chuẩn bị là lá chuối nè. Cái này là mình mua 5 pound là 5 bịch đó các bạn, là mỗi bịch 1 pound. Rồi rửa thì là sạch. Rửa rồi để cho nó ráo, sau đó là mình sẽ lau thì là khô. Lau cái gì vậy? Lau lá. Lau lá làm cái gì? Má mẹ. Nè. Giỏi quá. Bắt đầu mình xé lá ha các bạn. Là mình xé hai cái lá lớn bằng cái chiều dài của hai cạnh của khuôn nè các bạn. Đó. Mình lấy cái tờ giấy mình đo hoặc là cái cọng dây mình đo cho nó chính xác rồi mình xé ha. Đó, cứ xé cái lá lớn. Sau đó cái lá nhỏ bằng một cạnh của khuôn. Là 4 cái, rồi hai tấm lá nè. Một ở dưới đáy và dưới trên, phía trên còn hai cái lá nhỏ này mình quay xung quanh cái khuôn ha để cho nó khỏi xì bánh đó các bạn. Rồi tiếp tục mình xé nè. Rồi mình cứ xé hết lượt sau đó là mình sẽ xếp từng sấp. Mỗi sấp là một cái bánh chưng các bạn ha. Để cho nó dễ mà nó nhanh nữa. Cứ tiếp tục làm ha. Cái khâu lá chuối là cái khâu mà tốn thời gian nhất đó các bạn. Nhưng mà nếu mà mình biết cách thì làm cũng rất là nhanh luôn, không có lâu. Mình xé xong rồi mình sẽ làm thành từng sấp là hai cái lá chính và 4 cái lá phụ, thêm 2 cái lá quay chung quanh bánh để khỏi bị xì, và 2 cái lá một phía trên và một phía dưới bánh. Rồi mình làm thành hình sấp giống vậy nè để gói cho dễ ha. Còn thịt heo thì mình cũng rửa muối và giấm cho thiệt là sạch. Cái này là 2 kg thịt heo các bạn. Rửa cho thiệt là sạch xong mình cho hành tím vô rồi mình trụng cho nó khỏi hôi ha. Mình có 2 kg 8 nếp và 1 kg 2 đậu xanh. Vo rửa cho thiệt là sạch, nước trong veo luôn nè. Sau đó mình sẽ cho 1 muỗng ăn phở muối vô đậu xanh và 1 muỗng ăn phở muối vô nếp. Mình khuấy cho đều rồi ngâm qua đêm. Đậu xanh khi ngâm qua đêm rồi thì mình sẽ vo rửa lại cho thịt sạch. Sau đó mình sẽ cho 20g muối để xóc cho thịt là đều. Rồi mình cho vô nồi hấp khoảng 30 phút là chín. Nó chín mềm nở vậy nè. Để cho thịt là nguội nha. Rồi cho vô 15g tiêu. Tiêu trắng á, sau rồi mình cho vô máy mình xay cho nhuyễn ra. Phần nếp khi ngâm qua đêm mình cũng phải rửa cho thịt là sạch. Và trộn 35g muối vô. Rồi xóc cho thịt đều ha. Lấy tay trộn cho nó lẹ. Bây giờ mình đã chuẩn bị gói bánh nè các bạn. Ready hết mọi thứ rồi nè. Nếp đậu xanh. Ồ còn thịt heo á. Thì khi mà mình trụm nước sôi cho sạch. Sau đó mình sẽ cắt từng khúc về nè. Cái khúc miếng thịt chiều dài nó vừa lọt vào cái khuôn, cắt ra thành khuôn khoảng 0.5cm á. Rồi miếng thịt dày khoảng 1.5cm các bạn. Mình ướp 2 kg thịt với 30g muối, 250g hành tím xay nhuyễn, 15g tiêu bột trắng, 15g tiêu sò đập dập. Rồi có khung, dây thun, kéo và chỉ hỗ trợ. Đây là mình lấy từng sấp nè, mỗi sấp là một cái bánh chưng nha các bạn. Rồi mình bỏ ra bàn như vậy nè, mình xếp 2, 4, 2 và 2 để cho nó khỏi quên nha. Đó, mình cứ đứng mình gói vậy á, gói xíu là xong à. Đây, cái mặt phải lúc nào cũng ra phía ngoài ha. Nên mình xếp thành một cái hình vuông. Sau đó mình sẽ xếp thành hình tam giác. Cái cạnh á,
Rồi mình sẽ đặt vô cái khuôn. Mình đặt vô cái góc của cái khuôn. Cái lá kế tiếp cũng vậy, mình cũng gấp làm hình thành hình vuông nha. Đó. Nhưng mà nhớ là cái bề mặt là lúc nào cũng đặt ở phía ngoài, để khi mà mình luộc bánh lên thì nó sẽ ra màu xanh rất là đẹp. Cái hình vuông này lần này mình không có gấp chéo lại thành hình tam giác mà mình để nguyên vậy luôn. Bốn cái lá phụ mình cũng gấp tương tự vậy luôn các bạn. Nhưng mà mình gấp 1/3 của cái lá thôi. Lên trên thôi để cho cái lá nó có nhiều chỗ rồi chút nữa mình vẽ nó cao lên đó, chút mình vẽ vô cho nó dễ. Tiếp tục mình xếp ba góc còn lại trang vậy luôn ha. Để mình chiếu gần cho nó dễ nè. Đó hình vuông nè các bạn. Cứ bỏ vô từ từ. Coi như là bốn góc mà nó đầy hết rồi các bạn thấy không? Rồi xong rồi mình hai cái lá còn lại nè các bạn. Hai cái lá này là lá ở dưới đáy với lá phía trên. Ha. Cái này nhớ mặt phải là tiếp xúc với nếp, mình quay phía ngoài ha. Khi mình xếp lá xong thì mình cho một cái cấp nếp đầu tiên. Cái layer đầu tiên là một cấp nếp. Rồi sau đó nửa cấp đậu xanh. Nửa cấp đậu xanh rồi mình cũng dàn đều. Dàn đều ra, sau đó mình cho một lớp thịt. Một lớp thịt cho nó đầy. Một lớp thịt xong rồi tiếp tục mình cho nửa cấp đậu xanh. Đó, một lớp thịt nè. Tiếp tục nửa cấp đậu xanh. Đó, mình cũng dàn cho nó đều ra. Tiếp tục một cấp nếp. Mình dàn cho nó đều ra thôi chứ không có ấm nha các bạn. Chỉ dàn đều thôi rồi. Mình lấy cái lớp, cái lá, cái mặt phải thì tiếp xúc với nếp. Đó, mình ụp nó lại. Đó. Mình chỉ có chỉnh cho nó vuông thôi chứ không có ấm nha các bạn. Cột bánh thì mình dùng cái dây than, cái dây than hay dây lạt thì cột nó dễ hơn các bạn. Còn cái sợi chỉ này nó hơi khó cột một chút xíu, tại mình mua cái chỉ này hơi nhỏ. Bạn mua có thể mua ở Amazon cái cọng chỉ nó lớn hơn một chút để cột cho nó dễ các bạn. Cái này mình phải dùng tay mình cột chứ mình đeo găng tay thì hơi khó. Mà khi mà cột bánh thì bạn đừng có siết chặt cái bánh nha. Cột theo size của bánh thôi. Cứ cột nhẹ nhàng thôi chứ còn không có siết chặt, tại để cho cái nếp nó nở ra, khi mà nó cho có chỗ cho nếp nở ra các bạn. Nếu mà bạn siết chặt quá thì nó sẽ bị rách lá hoặc là nó sẽ bị xì bánh nha.
Rồi khi mình gói xong rồi mình cũng tém nó gọn gọn lại, cái lá nào nó dư thì mình cắt ra rồi mình túm hai bên, mình gói giống như là cái gói quà vậy các bạn. Túm hai bên cho nó hơi chặt chặt tay, xong rồi mình gói rồi mình cột. Cột găng tay nó khó lắm nên phải tháo găng tay ra các bạn. Tháo ra dễ hơn. Nhà mình có dây nào thì mình cột dây đó thôi. Bữa nay mình hết cái dây than. Thực ra là mình có cái dây than mà nó ra màu quá bạn. Cái loại đó mình mua nó ra màu quá cho nên mình cầm. Mình chơi cái cọng chỉ này. Cái cọng chỉ này thì nó hơi mỏng, nó hơi nhỏ, nó hơi khó cột á. Bạn nào mà mới biết làm á thì mình nên mua cái cọng chỉ dày hơn một tí nữa. Nó dày gấp đôi á thì nó dễ cột hơn. Ở Việt Nam thì giống như là có dây lạt thì nó dễ cột hơn các bạn. Dây lạt thì rất là dễ cột. Chỉ thì nó hơi khó. Nếu mà chỉ mà bạn siết chặt một tí xíu là sẽ bị rách lá liền luôn á. Cho nên lá là mình mua 5 bịch là cũng hơi dư. Nhưng mà dư để cái lá nào rách thì mình ạt nó vô. Mình thêm nó vô, mình bù đắp nó vô được đó các bạn. Cột nhẹ nhàng thôi nha. Hy vọng là các bạn làm cái bánh này thành công, mình làm ăn rất là ngon các bạn. Mình khi mình cột dây xong thì mình nhớ chỉnh sửa lại cho nó vuông vức, cho nó đẹp. Rồi mình cắt cái dây cho nó gọn, rồi mình cột hai bên cái góc vuông đó để cho khi mình vớt bánh thì nó có chỗ để mình vớt các bạn. Mình vớt cái cọng dây lên hoặc là mình dùng cái vợt mình vớt lên cũng được. Tại cái chỉ này nó sẽ dễ đứt đó, cho nên mình nghĩ nên dùng cái vợt vớt ha. Dạ mơ mày. Hello con, I love you Huy. I love you mơ mày. Mình gói được 9 cái bánh lớn có trọng lượng khoảng 1kg, 900g tới 1kg đó các bạn. Rồi 9 cái bánh nhỏ có trọng lượng khoảng 450 tới 500g. Bây giờ mình cho vô nồi ha.
những cái lá chuối vụn á mình cho xuống dưới đáy. Rồi sau đó mình xếp những cái bánh lớn ở dưới. Mình xếp đứng đứng lên nè các bạn, xong mình xếp cái bánh nhỏ lên phía trên. Cái bánh nhỏ mình sẽ vớt trước cho nên bạn nên cột khoảng 2 cái hay 3 cái vô với nhau á, để lúc mình vớt nó ra nó dễ hơn các bạn. Con muốn ở giữa giữa thôi có nhân á. Ủa sao ăn cắt vậy không? Cái này một mình á anh hết. Cay không? Muốn cay ngon hả? Anh hết một cái không? Khi mình vớt cái bánh ra thì mình để lên cái khay, cái thùng á, để cho nó nguội. Nó nguội xong để nó ráo nước á, sau đó để cho nó nguội hẳn thì mình sẽ gói lại bằng cái màn bọc thực phẩm. Rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh ha. Tại vì tới cả hơn tuần nữa mới tới lượng cho nên phải bỏ vô tủ lạnh các bạn. Rồi mình quên mua cái giấy màu đỏ để bỏ lên bánh chưng cho đẹp á, cho nên mình có ở nhà có cái mấy cái bao lì xì nè, mấy cái bao lì xì mình cắt làm đôi, mình lấy cái chữ đẹp đẹp mình cắt làm đôi á, xong mình gói vô mấy cái bánh nhỏ là rất là vừa vặn đẹp luôn các bạn. Bánh này mình luộc xong thì khoảng 500 gram thôi. Bánh này bánh nhỏ, bánh lớn thì khoảng 1 ký nha các bạn. Nó mình ráp vậy nè, rồi mình đi tặng hay là biếu hay là chưng cũng rất là đẹp luôn các bạn ha. Mình tự làm xong rồi mình cảm thấy rất là vui luôn các bạn. Đây là cái bánh này, bánh nhỏ nè các bạn. Bánh nhỏ đó, về ngon lắm. Mình xin chúc mọi người, mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và chúc mọi người làm thành công và ăn thật là ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần tới. Bye bye.